Ngày 28 tháng 4, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Bá Xuyên, Thành đoàn Sông Công đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức liên hoan các đội tuyên truyền măng non năm học 2020-2021. Tham gia hội thi có trên 300 thí sinh đến từ 19 liên đội trên địa bàn. Các thí sinh trải qua 3 phần thi, kiến thức về phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường, đuối nước và tuyên truyền luật trẻ em 2016, sân khấu hóa, tiểu phẩm, hát, thuyết trình về ý nghĩa sự cần thiết của việc phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường và các tình huống. Với sự hiểu biết và tài năng của mình, các đội thi đã giàn dựng công phu các phần thi tiểu phẩm, hóa trang tuyên truyền theo hình thức sân khấu hóa, diễn thuyết hùng biện với nội dung tập trung nêu bật chủ đề của hội thi, tuyên truyền sâu rộng về phòng chống những tai nạn thương tích như đuối nước, tai nạn giao thông mà đối tượng trẻ em dễ gặp phải, qua đó truyền tải các thông điệp, giải pháp, cách phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em. Với chủ đề mà tuyên truyền về phòng chống đuối nước, thì em mong muốn là các bạn hãy lắng nghe và tìm hiểu thêm về cách bơi và cách phòng chống để không xảy ra những tai nạn thương tiếc như các năm trước ạ. Liên hoan tuyên truyền măng non là hoạt động thiết thực, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng xã hội cùng tăng cường các biện pháp thúc đẩy phòng chống tai nạn thương tích, bảo đảm an toàn tính mạng cho trẻ em. Đồng thời, đây cũng là một sân chơi bổ ích, lành mạnh, giúp trao dồi kỹ năng, tăng cường sự giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cho các em học sinh từ đó hình thành ý thức trách nhiệm của các em trong việc góp phần tham gia cùng cộng đồng phòng chống, ngăn ngừa và giảm thiểu tai nạn thương tích. Thông qua liên hoan này thì chúng tôi cũng mong muốn được cung cấp thêm những các cái kiến thức uh, cho các em cũng như các cái kỹ năng uh, đối với các cái đội tuyên truyền mang non tại các cái liên đội trên địa bàn về tuyên truyền luật trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, uh, bạo lực rồi uh, tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm. Và đây là một trong những cái hoạt động để hướng đến uh, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong của Chí Minh. Kết thúc các phần thi, ban tổ chức đã chấm điểm, lựa chọn và trao giải nhất cấp tiểu học cho trường tiểu học Bách Quang và giải nhất cấp trung học cơ sở cho trường trung học cơ sở Bách Quang.